Giấc mơ bay đến chân trời tươi đẹp, đời toàn là những ước mơ tươi thắm như vì sao sáng. Thế gian bon chen nhiều hơn thua, biết bao nhiêu gương mặt anh tài, làm sao ta bay được lên cao vút cao. Tình chỉ có trong mơ như những câu chuyện thơ mộng, tình là những trang thơ ta sẽ thêu dệt đẹp bằng. Thế gian u mê nhiều bon chen, chính ta luôn không mang danh lợi. Một người thật là hoàn thiện, một người tài giai. Ta đi trên mây, ta đi trên gió, ta đi trên gió. Sao hôm sao mai, sao khuya sao trời. Bao nhiêu ngôi sao không ai sáng hơn ta. Một mình ta lung linh người sáng trên đỉnh cao. Bay đến chân trời tươi đẹp, đời toàn là những ước mơ tươi thắm như vì sao sáng. Thế gian u mê nhiều bon chen, chính ta luôn không mang danh lợi. Một người thật là hoàn thiện, một người tài giai. Chị có biết á, cái quán cà phê độc nó là cái ước mơ của anh Thiện không? Nó là hy vọng, là kỳ vọng, là danh vọng, là ước vọng, là khát vọng của anh Thiện. Cho nên chị phải tôn trọng điều đó. Nó không thể nào hả để chị quơ vô mà chị cân đo của chị hết á. Làm như vậy là phá hết cái công trình của tụi tôi rồi. Nè anh Tài, sao đứng im ru vậy? Người anh mướn kìa. Rồi, từ từ, ấy bình tĩnh, ấy bình tĩnh. Chị ba, tính đi. Sao cậu nói với tôi công việc này vui lắm? Tôi ôm đồm, bây giờ tôi mệt quá, rào rác cổ quá. Hiểu rồi. Bây giờ về đi, tôi đang nảy gì ạ? Đừng, vui lên. Tao tôi không làm nữa đâu. Thôi mà chị ba, tôi lại chị giúp giùm tôi đi. Bây giờ ha, chị ráng tập trung vô cái công việc mà tiếp thị cho cái quán của tôi đi. Vài bữa thôi, cái chị trở về vị trí cũ ha. Làm giúp giùm đi. Được không? Không vui gì hết, không làm đâu. À, nhưng mà công việc này vui mà, chị không thấy vui hả? Không, không vui. Thôi tôi đi nha. Cảm ơn nha, bye bye nha. Ê, chị ba. Ủa chứ tự nhiên nói xong bỏ đi, mất tiền đặt cọc luôn hả? Mất luôn rồi đâu, không chối được kìa. Anh hay quá. Lần sau đừng có tài lanh nữa nha anh Tài. Lần sau nha, để cho Diễm Ái này thuê mướn người nha. Anh nhìn nhân viên của anh đi, mướn cả cái người gì đâu không á. Hư bột hư đường hết trơn rồi à. Tôi Thiện nè. Ừ. Bảo cho ông tin mừng, tôi mới khai trương quán cà phê. Độc lắm. Cái tên quán là nghe độc rồi. Cà phê rất độc, cực độc, siêu độc. Ừ, nè nè, kéo bạn bè tới ủng hộ nghe. Nhớ đó nha. Ừ, không tới tôi giận đó. Vậy ha. Dạ, em là chị Thiện. Nhớ em không? Không nha. Thôi kệ. Không nhớ thì từ từ nhớ. Ừ, trước lạ sao quen đó nghe nè. Em mở quán cà phê, tới ủng hộ em Út đi. Nè, chị với mấy bà bạn của chị đó, mấy bà trong khối văn phòng á, thay vì đi ra chỗ khác ngồi nói chuyện thì tới quán cà phê em, chuyện gì cũng có hết trơn á. Dạ, quán em độc lắm, cá tính lắm. Ai hả Cường? Đúng rồi, dán nhiều vô. Chỗ nào có cột là em dán, chỗ nào trống là em dán. Em xúi tụi nó xịt sơn đi. Ừ, làm mấy khung cà phê độc khắp khai trương xịt sơn đầy đường luôn. Xuống. Tao anh, nghe tao dặn nè, mày xịt giữa đường cho tao. Thằng dán tường, dán bên đó, đè lên, trồng lên cho tao. Mày qua cột điện, đè lên, tóc hành lên.
Đúng rồi, tốt lắm. Dám đó, thằng kia lại lẹ tay lên chút coi. Còn thằng này, mày làm gì mày xịt lâu quá mày. Lại lên, tông hành lên coi. Đúng rồi, ok. Mấy thằng kia, tới đây làm gì vậy? Tới sao rồi chơi gác hả? Chỗ tôi dán sao dán đè lên là sao? Bức tường này của mày hả? Anh đừng có nói ngang rồi chứ. Anh là sếp của mấy người này hả? Ừ. Tôi với anh á là cùng dân đi dán quảng cáo kiếm ăn. Ừ. Thử hỏi bây giờ mấy anh dán xong rồi tôi dán đè lên mấy anh chịu nổi không? Tôi không có cùng nghề với chú. Giờ chú muốn cái gì? Tường này của chung ai muốn dán thì dán, hiểu không? Cái gì? Tụi bay có người kiếm chuyện. Nè đâu? Cái mày. Thôi đi mày ơi. Dạ. Má, bự quá. Tốt lắm. Làm tiếp cho tao. Dạ. Dạ. Lẹ lặng lên. Cái thằng kia đứng nhìn vậy, dán lẹ lên. Thằng này cũng vậy, mày lo mày xịt xong lẹ lẹ tao cái. Lại lên. Làm gì đây? Giờ dán quảng cáo. Mày tháo xuống không? Tụi bay có người kiếm chuyện. Ai nữa? Ông lấy tư cách gì mà hỏi tôi hả? Tao chủ nhà này. Chủ nhà tháo xuống không? Ông kêu công an bắt à. Tháo lại lên. Lại lên. Thằng cục điện tháo ra luôn. Lẹ lặng lên coi. Lẹ lên. Tháo. Dạ anh chủ nhà. Rút đi. Anh hết sức bình tĩnh. Tháo xong hết chưa? Xong hết. Đi chỗ khác nha. Đi. Lẹ lên. Tụi bay vừa phải thôi nè. Khỏe. Tao nói lần này thôi, không có lần sau đâu đó. Dạ. Không rồi. Có dán nữa nghe chưa? Dạ. Lấy đi. Lấy lên. Lấy các em đã là nhân viên của quán cà phê Độc thì các em phải làm sao, làm thế nào để xứng đáng với chủ nhân của quán cà phê Độc, đó là Quách Toàn Diễn. Đúng. Tôi nói một điều nữa, khách đến quán chúng ta sẽ rất nhiều. Đó là những người không quen, những người chưa quen. Dạ, sắp quen. Đúng. Họ đến đây không phải chỉ uống cà phê, mà họ đến đây là để tìm hiểu xem cái quán chúng ta nó độc đáo như thế nào. Đó sẽ là những người bạn của tôi. Của tôi? Dạ, của tôi. Baby banana lip dìm ai? Đúng. Thế thì tôi muốn các em có một thái độ phục vụ như thế nào đó để bất cứ một người khách nào sau khi đến quán của mình xong thì họ sẽ thốt lên rằng: ồ, công nhận quán cà phê này độc thiệt. Các em hiểu ý tôi không? Tôi hy vọng là các em sẽ làm được. Nào, bây giờ vì sự phát triển toàn diện và vững mạnh của cà phê Độc, vì danh dự của chủ nhân Quách Toàn Diện, tất cả chúng ta quyết tâm sẽ đưa cà phê Độc trở nên toàn diện và hoàn hảo. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Một khắc. Ông tâm đi. Sao giống như đánh trọng vậy? Cho có quyết tâm. Xong chưa? Xong. Tất cả bung ra, lễ khai trương bắt đầu. Chạy nhanh. Hay quá. Cậu làm hoành tráng quá cậu ơi. Thưa quý vị, giờ khai trương sắp sửa bắt đầu. Tuy nhiên, khách nào lỡ ngồi rồi thì cứ ngồi. Và ngày hôm nay chúng tôi rất vui mừng chào đón quý vị đông đủ tới với quán cà phê Độc. Và chúng tôi xin được giới thiệu, đến với chúng ta ngày hôm nay trong buổi khai trương này có sự góp mặt của hai nhà tài trợ chính của quán cà phê Độc ngày hôm nay. Đó là ba má của tôi, không quản đường xa, lặn lội từ chuồng heo tới đây. Giới thiệu gì kỳ con, cứ tựa nào sáng sáng chút coi. Dạ. Lặn lội từ trại nuôi heo tới đây. Trời ơi, dạ. Trời ơi. Bữa nay ai tổ chức cho bà mà vẽ mặt vẽ mày dồn thấy sợ ma muốn chết luôn vậy? Đừng có nói vậy bà, thằng Tài đó, Tài nó tổ chức á. Con. Trời đất ơi là trời. Mà sao không chải cái đầu lên cho giống một con trai bà kìa, y như con nhím kìa. Hả? Để đâu, nó nói là tôi làm cái nơ này, cái chùm lông này cho nó dịu. Còn ví dụ mà chải đầu, ê nó còn cái búa đẹp lắm, nó gắn cho ông nha. Thôi. Nhà này để con mình nên tôi tỉnh, nên tôi chở mấy người đi bệnh viện nữa, thấy không? Chứ khùng hết đâu được. Còn cái thằng này nè,
tài xế cũng bày đặt khùng nữa, thấy không? Dạ, dạ hai bác ơi, bây giờ con sẽ nhờ nhân viên đem hai dải băng màu xanh đọt chuối rất là đẹp ra để bịt mắt hai bác nha. Thôi, thôi, tôi không bịt đâu. Tôi không bịt, tôi thấy như vậy bình thường vậy được rồi. Bà mà bình thường. À, dạ tại vì á anh Quách Toàn Diện anh muốn rằng á là cái gì mà độc đáo nhất, quái đản nhất là sẽ gửi đến hai bác trong ngày hôm nay. Mà trước tiên là cái quán cà phê này, cà phê Ngược. Dạ dạ dạ, đây, cà phê Ngược. Tôi với bà là khách VIP. Mà nó cho ngồi xong rồi trong bồn cầu, rồi trong cái đồ người ta rửa chén, rồi dưới ba cái ghế này nó rớt xuống mà gãy họng đây chứ. Nói nghe, bán từ hết đàn heo này tới đàn heo nọ, cái mấy trăm con, mà nó cuối cùng nó làm quán cà phê lộn ngược gì hả ta? Cái này mà lên đó ngồi là phải dán keo nó mới dính cho nó rớt xuống à. Ngoài vậy thôi, coi chừng tôi ông lạc hậu rồi đó. Yên tâm đi ông bà chủ. Thấy cái cách thiết kế vậy chứ có là nó chung phòng ngừa hết á. Thấy khách không? Ngồi đội nón bảo hiểm hết trơn. Yên tâm. Trời ơi, uống cà phê phải đội nón bảo hiểm vậy đó hả? Dạ. Tại vì bữa đầu mới khai trương, tụi con chưa biết là nó dính được bao lâu thôi. Nhưng mà về lâu dài thì nếu mà mình thấy ổn định thì mình cho khách bỏ dần nón ra. Dạ. Thôi cái này chắc cũng khách này chắc cũng ba trận hay gì mới vô đây chứ thôi. Bây giờ tới giờ tới nơi rồi, khách cứ người ta ngồi ở ngoài kia chờ mà ở đây ba má cứ nói qua nói lại hoài rồi. Lẹ đi con. Nói chung con nói ông chủ nghe nè, thời buổi bây giờ á, nói chung mà dân mà thành phố á, phải làm cái gì nó độc đáo, nó riêng biệt, nó độc, nói chung là nó ngược ngạo mới gọi là dân sành điệu. Ông bà chủ nên tự hào về cậu chủ, con trai của mình rất là sành điệu. Thôi nè, thôi trật tự nha, con làm lễ khách hành. trật tự, xin lỗi, nãy giờ gia đình có thảo luận riêng một chút. Bây giờ lễ khánh hành bắt đầu. Hai đứa căng ra anh cắt hai đứa. Chụp hình. Cười đi má, cái người chụp hình á. Dạ, rồi, mời ba má đi qua khu bên này. Ba má qua khu bên này. Dạ, bên đây là khu rất đông luôn. Dạ, mời qua khu bên này. Khép, em muốn dẫn khách vô bên này nha. Sợ ma lắm. Rồi, mời qua khu bên này. Đó, mời cậu chồng. Mời, vô cưng. Cứ chừng. Giữ cái đám đông cho đầu em đó. Mời ông chủ. Mời ba má vô. Có chân té không? Có chân té. Cha sanh mẹ đẻ bây giờ mới vô cửa kiểu này. Dạ. Vậy nó phải đi theo cái đường này. Dạ. Nếu đứng thẳng thì sao vô? Dạ. Vậy mà cũng ăn tanh đi, chi cho nó khổ vậy. Thằng tài nó biểu. Dạ. Tới đợi ba má. Quán khùng quán điên mà cũng đông khách quá ha. Bé chết cha. Con có chừng cái máy lạnh nó lộn ngược nó sắp rớt xuống kìa. Đó. Ông ơi, cứ việc này đúng một nè ông. Ông cái gì hỏi bên đây không hỏi tôi đâu. Phải cái cục hỏi đâu mà hỏi cái hỏi tôi gì. Sao vậy? Mẹ ơi, cái này cái kiểu của con là con để vậy chứ không phải nó rớt. Bé. Ông. Gì nữa? Ngồi ngộ quá, cái người ở trên rồi cái là chỏ mỏ xuống dưới nói chuyện, rồi người ở dưới nhìn qua sao nó nói chuyện được ông ha. Bà má ơi, cái kiểu nó là như vậy. Ở bên kia đó là khu rất độc, là cà phê Ngược. Đó, bên đây là khu cực độc, cà phê Nhiên. Đó, còn cái khu nữa, đó là khu siêu độc. Xin lỗi gia đình có chuyện thảo luận riêng. Ngày hôm nay chúng tôi vui mừng chào đón quý vị tới khu cực độc, cà phê độc. Và cũng xin giới thiệu đây hai thân mẫu, thân phụ của tôi là nhà tài trợ chính cho quán cà phê độc. Từ chuồng heo lên đây. Nữa sao chuồng heo hoài vậy? Bỏ cái tựa chuồng heo đi. Từ trại heo lên đây. Đó. Và bây giờ lễ khai trương bắt đầu. Ba đi ra. Căng ra hai đứa, hai căng đứa. Cười. Ba chụp hình cười. Quá luôn luôn. Ủa bây giờ thí dụ bây giờ ngầu như cái thằng đó bây giờ nó muốn xuống làm sao nó xuống được nè. Tao thôi. Đó. Trời ơi.
xuống kiểu đó tao nó gãy họng có bữa nghe. Dạ phong cách mà đó. Ông chủ yên tâm đi. Trước khi ra quán cà phê này, cậu chủ có ký hợp đồng với công ty bảo hiểm mua cho khách hết trơn rồi. Đây, mời ba má qua đây, mời ba má qua đây. Em cẩn thận. Rồi. Trời ơi, dạ. Quán xá gì mà thiết kế toàn là cây củi với hang hố gì đâu không? Dạ thưa ba má, đây là một phần khác trong khuôn viên của quán cà phê đập của con. Đây là khu siêu độc, tức cà phê ngập. Là nãy giờ là con đưa ba má đi qua ba khu rồi đó. Khu rất độc là cà phê ngược, khu cực độc là cà phê nghiêng, còn bây giờ là khu siêu độc cà phê ngập. Dạ. Chết cha ông ơi. Gì nữa? Nó nghe sao nó giống cái ống cống quá à. Cái này là người ta đào bằng cái lô cốt nè, rồi nó làm cái này đó nè. Cà phê gì sao giống ống cống vậy? Dạ đúng rồi đó ba má, ống cống đó. Ông cống hả vậy? Chết cha ông ơi. Hả? Sao nó hôi quá à. Trời ơi, cái vụ hôi cũng hỏi tôi chi nữa. Hôi thì ai cũng biết hôi rồi đó nè. Mà hỏi cái nhà thiết kế nè. Dạ thưa hai bác, mặc dù là nó có hôi thiệt, nhưng mà khi mà khách vô quán á là tụi con có phát cho khẩu trang có khử trùng đàng hoàng. Dạ khẩu trang. Dạ có nhiều người người ta bị mà viêm mũi nặng á. Nhiều lúc đưa 2-3 cái khẩu trang, nhiều lúc bán ly cà phê xong còn lỗ vốn cái khẩu trang. Dạ không ai ý là cậu chủ á là vậy nè. Ông chủ bà chủ có nghĩa là giờ ông chủ bà chủ ra đường không thấy không, tao nói lô cốt nó mọc lên đầy, ống cống nó để trên đường đầy, nó đào lên nó nhét xuống, đào lên nó lâu xuống này nọ. Tao nói đường xá bây giờ đó thủy triều lên, tao nói nước cống ha, nước ngập nó dâng lên nó thối quá trời thối đúng không? Đó chính vì vậy cậu chủ á đưa ra cái ý tưởng này để cho khách vô đây nè, người ta ngồi trong đây người ta thưởng thức cà phê trong cái không khí như vậy, trong cái bối cảnh như vậy để cho thích nghi với cái môi trường mấy mốt đi ra ngoài đó. Nhưng mà cái gì nói nha, hai cái vụ hồi nãy đó là ba thấy hơi nguy hiểm. Dạ. Bởi vì lộn mèo nó gãy cổ. Dạ. Chứ nó rớt xuống đó. Nhưng mà cái ý tưởng này là ba chịu nè. Đó vừa uống cà phê chút cái tắm luôn. Ba tắm luôn. Vậy là ba thích đó ba. Ba biết sao không? Con muốn đây sẽ là một cái môi trường tốt nhất để người khách vào uống cà phê, làm quen và đối phó với hiện thực cuộc sống bên ngoài. Dạ, bây giờ con làm lễ khánh hành đi. Lễ khánh hành. Đó này rồi. Chào chào chào. Chúc mừng. Giỡn lên. Chúc uống cà phê ngon miệng, chúc uống cà phê ngon miệng. Hân hoan chào mừng quý vị quan khách, quý vị đại biểu và tất cả các bạn đang đến với buổi lễ khai trương quán cà phê độc ngày hôm nay. Không có ai đâu, có thu bài với dũng tay chứ sao đâu. Dạ thưa hai bác, thực ra là khách mời bây giờ là ngồi rải rác tất cả các khu. Cái gì vậy? Hả? Nói vô micro cả quán nghe hả? Em giải thích tên em được không? Chứ mất mọi người không hiểu. À dạ, kính thưa mọi người, dạ tôi xin phép được giải thích cái tên của tôi một chút để cho mọi người cùng hiểu. À, tên thật của tôi là Diễm Ái, nhưng mà biệt danh của tôi đó là Baby Banana Leaf, có nghĩa là lá chuối non, bởi vì tôi rất thích màu xanh đọt chuối. Dạ đây. Dạ xin chành tràng phó tay cho tôi được không ạ? Lần đầu tiên làm MC. Dạ. Xin thì đằng này người ta cho. Dạ cảm ơn bác. À, kính thưa tất cả quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một nhân vật vô cùng quan trọng trong buổi lễ khai trương ngày hôm nay. Anh cũng là chủ nhân của quán cà phê độc, xin giới thiệu cùng tất cả quý vị, anh Quách Toàn Diện. Dạ, Quách Toàn Diện xin trân trọng kính chào quý bà con cô bác, quý anh chị và các em nhỏ đến với quán cà phê độc ngày hôm nay. Xin chào. Sao thằng Thiện nó lại là tên Quách Toàn Diện là sao? Nhưng mà tôi nãy giờ tôi nghe cái vụ diễn mà tôi tưởng ai thì tôi cũng không hiểu gì trơn á ông. Nhưng mà sao cái tên mình đặt cái tên Thiện nó hay quá mà sao mắc mới gì nó đổi gì quách gì á, mà sao nó không báo cho mình biết trước không ha? Để tôi lên tôi hỏi cái vụ này cho. Ông bà hết sức bình tĩnh. Bà má sao nhìn mệt dữ vậy, ngồi đây chơi đi, con ra hát nè. Ông ơi. Dạ. Có bệnh hoạn gì không ơi, có ai quýnh con không sao mà tao nói con mắt đen thùi mà cái mặt mày gì tím nát con môi cơ kìa. Má, cái này là phong cách của con nè, tóc nâu môi trầm đó. Cái kiểu dạ. Đừng yên, ông ơi, ông ơi,
Đó rồi, cái chuyện gì thì để người khác người ta mừng. Chứ con mừng chi mà rồi tay cái nó kẹt cái cánh cửa thì nó thúi móng hết trơn rồi kìa. Nó hát nhạc ma, nó có mặt nó phải vậy. Không phải, ba má quê quá à. Cái này là con sơn móng tay. Sơn đen, phong cách hát rock á, mình ca sĩ nhạc rock nó phải vậy đó. Trời ơi con ơi, ông ơi ông. Ông nó nghe con. Dạ. Sao mà bây giờ con đeo cái gì đó rồi chứ. Mà cái đó chỉ chiếu chiếu ở trên dưới thì được. Nhưng mà mắc làm chi mà phải đeo dây xích chó vậy con? Mẹ, má nghĩ sao vậy? Cái này là mô đen. Cái style của con nó như vậy. Trời, cái dây này mắc tiền lắm chứ không phải xích chó đâu. Nó thiệt với con á. Dạ. Ba má giận con lắm á. Tự nhiên mà đi đổi tên là làm sao? Con biết là ba má giận. Nhưng mà tại vì con muốn làm cho ba má bất ngờ nên con mới giữ tới phút chuối cho tới sát giờ khai trương chứ bộ. Sợ ba má không cho rồi mày giấu cái gì? Cái tên mà ba má đặt cho con ý nghĩa thiện. Thiện có nghĩa là tốt, là đẹp. Thấy không? Bao nhiêu mong mỏi kỳ vọng ba má đã gửi gắm cho con. Con ba... sửa lại làm chi mà cái tên dày sọc. Ba, nhưng mà tên Quách Toàn Diện cũng đẹp vậy. Quách Toàn Diện tức là hoàn hảo, là toàn diện. Cái đó cũng là mong muốn, là kỳ vọng mà con tự gửi vô cuộc đời của mình. Nhưng mà tao có phải là họ Quách ở đâu mà mày đổi mày là Quách Toàn Diện. Mày đổi cả tên, mày sửa lẫn họ là sao mày nói tao nghe coi. Ba, đâu có gì nữa mà ba má làm ghê vậy. Cái đó là nghệ danh. Mình làm nghệ sĩ thì mình phải đặt nghệ danh cho nó kêu ba. Đó, trời bây giờ hả, nhiều đứa nghệ sĩ khác hả, tên nó nghe còn sốc hơn con nữa đó. Thôi đi, người ta nói đầy cái lỗ tai của tao nè. Người ta nói cái quán cà phê của con á, cà phê độc đó là độc hại, độc địa, độc hiểm à. Ba ơi, ba đừng có kể ra nữa. Con cũng nghe đầy vậy. Nhưng mà mấy người đó toàn người độc mồm, độc miệng không à. Con không thèm nghe họ đâu. Giờ người hoài nói con không nghe, giờ ba má nói con nghe không? Ba má, con nghe. Nhưng mà nè, công việc của con á, ba má đã bán heo ủng hộ ngay từ đầu rồi. Tự nhiên giờ bắt khó con là sao? Con nói ba má nghe, ở thời buổi này á, nếu như mình không đập là người ta sẽ không tới với mình. Đó, hết chuyện một cái họ lãng đi ngay. Cho nên mình phải tìm cách mình liên tục đập, liên tục sốc. Vậy nè, giờ con hỏi nè, ba má có muốn con làm ăn sập tiệm không? Dĩ nhiên là không, mà con mà sập tiệm là ba coi như phá sản rồi. Đúng rồi. Đó, đó. Cho nên ba má hãy tin chắc một điều rằng những cái chiêu độc này độc nọ của con sẽ không có dừng ở đây đâu. Thôi, bây giờ hết giờ rồi. Bao nhiêu khán giả đang chờ con ngoài kia. Quách Toàn Diện ra hát. Ba má ở đây nha. Trời ơi, buồn ngủ quá. Ơi, ráng đợi chút xíu đi. Sắp tới lượt của ông chủ quán hát rồi nè. Đảm bảo con sẽ vui lên liền. Mà công nhận quán này độc thiệt. Ngó tới ngó lui thấy nhiều thứ lạ quá. Ủa mà ông chủ quán này hát hay lắm hay sao mà thấy nhiều người thích nghe ông hát quá vậy? Hay thì cũng không hay lắm. Nhưng mà ông chủ ở đây điên quá mạng luôn. Mà tự tin thấy ớn luôn. Đợi đó rồi coi. Vỗ tay. Diêm Ái xin hân hoan chào mừng quý khách đang đến với quán cà phê độc của chúng tôi trong đêm nay. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là một giọng ca được chờ đợi nhất. Một giọng ca có sức hút rất kỳ lạ. Giọng ca độc nhất, vô nhị, đó chính là nam ca sĩ Quách Toàn Diện. Vỗ tay. Quách Toàn Diện trân trọng kính chào quý vị bà con cô bác đang đến với cà phê độc. Thưa quý vị, một bản nhạc hay không phải là do người sáng tác hay, không phải là do người chơi đàn hay, hay là một người hát hay, mà một bản nhạc hay là do người nghe sanh điệu. Vì thế, đêm nay, chúng tôi hy vọng quý vị sẽ là những khán giả nghe nhạc sanh điệu. Quý vị có thấy điều đó không ạ? Thưa quý vị, ca sĩ Quách Toàn Diện đang hỏi quý vị đấy ạ. Quý vị có thể ủng hộ được không ạ? Ủng hộ, vỗ tay. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, nhân viên của quán cà phê chúng tôi sẽ đi đến tận bàn của quý vị để mời quý vị tắt điện thoại di động hoặc chuyển sang chế độ rung. Mời quý vị nói chuyện vừa đủ nghe trong khi Quách Toàn Diện đang hát. Thậm chí im miệng càng tốt. Im lặng. Im lặng càng tốt. Thưa quý vị, Quách Toàn Diện tôi ngày hôm nay chỉ là chủ quán cà phê.
Mặc dù không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng tôi có ước mong rằng cũng định xin làm người hát giống. Chỉ mong đời không chê trách, tức là mong quý vị không chê trách giọng ca của tôi. Chỉ mong chuyến xe muộn màng không dừng sớm khi đang dòng chơi, tức là hy vọng sự nghiệp ca hát của tôi không đứt giữa đường. Còn bây giờ là một nhạc phẩm quen thuộc, Lý Kê Đa. Vô. Vô luôn. Lên 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 nào, hãy bầu trời lên. Lên 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 nào, hãy bầu trời lên. Lên 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 nào, hãy bầu trời lên. 1, 2, 3. Chào lên quán giấc ngô. Hát cái kiểu muốn tắt tiếng luôn vậy. Trời ơi, thương anh quá, anh giỏi quá. Dù trời ơi, anh hát ở dưới mặt khán giả say mê. Trời ơi, khán giả thích anh lắm luôn á. Cực kỳ, cực kỳ. Nhưng mà tôi vẫn tiếc. Cậu tiếc gì? Dù sao á, thì tôi vẫn là chủ quán cà phê độc thôi. Hứng lên thì nhảy lên sân khấu, hát cho mấy người uống cà phê nghe. Đã vậy có nhiều người nói tới tai anh nè, kêu anh ham danh vọng. Ủa thì đúng mà vậy. Ủa là sao? Ủa, anh là chủ quán cà phê độc, thì đương nhiên là anh thích hát thì anh lên sân khấu anh hát. Đúng. Ủa là sao, em không hiểu. Nhưng mà anh á, anh muốn có danh vọng thật sự. Anh muốn được trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Và bất cứ ai muốn nghe Quách Toàn Diện ca là phải bỏ tiền ra mua vé. À, đúng. Cậu mà cậu muốn làm được điều đó, muốn thu lượm được tin tức, phải hỏi em. Sao? Em là chuyên gia mà gọi là đi thu lượm. Không chuyên gia ghi nhận, phân tích và tổng hợp những cái sự phản hồi từ phía khán giả mà hâm mộ giọng ca của Quách Toàn Diện. Đó. Có người hâm mộ. Rồi khán giả nói sao anh? Trời ơi, họ nói đủ thứ hết cậu ơi. Họ nói là họ thích cậu, họ thích được đến đây để nghe cậu hát. Rồi để khi mà họ về á, họ khoe với mọi người là họ là một cái dân là xanh điệu. Đó. Vậy thì ý của anh sao? Ý của tôi á là cậu, nói chung là tôi tán thành mà cái ý tưởng của cậu. Hả? Cậu phải phấn đấu lên, cậu phải cố gắng lên để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Hả? Cậu phải nói chung là phải, cậu phải đi học hát nè, cậu phải tập cái nhảy nè, cái gì đó, vũ đạo nè. Rồi cậu phải tạo cái xì tai riêng, nói chung là càng quái đản càng tốt. Rồi kế tiếp đó là cậu làm, ủa làm cái giống gì ta, làm cái giống gì ta, cái không căng thẳng nữa. Cứ nghe nè anh Tài, nói chung là cậu phải làm. Anh Diện có làm gì cũng không bao giờ ngồi mà hắt xì như anh đâu. Thôi anh đừng cho ý kiến ý cò nữa. Tại tôi anh á, anh nghe lời em. Sao? Anh nghe lời Diễm Ái của anh nè, anh sẽ phải ra album riêng. Đúng rồi, tôi định nói cái đó. Để cho em nói tiếp. Anh sẽ phải làm những đĩa single, rồi sau đó anh phải làm DVD live show, rồi sau đó anh phải làm những cái đĩa tổng hợp là anh hát chung với những ca sĩ khác nữa. Rồi anh phải tham gia những cái cuộc thi giống như cái kiểu mà anh đi thi mà vừa hát vừa nhảy đó, giống như trên TV tổ chức mấy cái game show, anh hiểu không? Anh phải xuất hiện nhiều. Đúng. Rồi anh phải đi dự sự kiện nhiều vô. Nói chung là anh phải có chiêu thức.
Đúng. Anh phải làm sao để cho cái tiếng hát của Quách Toàn Diện á sẽ là một người mà khán giả muốn nghe giọng hát của anh, không chỉ có nghe ở cà phê Độc đâu, mà họ phải nghe được ở tất cả mọi nơi, từ trong nhà ra ngoài phố, hang cùng ngõ hẻm, thậm chí ở bến xe, bến tàu, bến phà nghe được hết luôn. Chưa hết đâu, giọng ca của cậu phải được nghe ở các bến xe đò liên tỉnh, các xe bán kẹo kéo, các xe bán bánh mì và các xe hủ tiếu gõ, và nhất là nghe ở các quán cà phê khác. Anh sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Quán cà phê Độc này nổi tiếng theo. Sao? Ngày đó sẽ không xa, và chúng ta là người chiến thắng. Hết thuộc rồi. Long ba đi hai ba long ba đi. Thôi cái này khó quá. Ổn định, ổn định. Sao không giống phải tập trung vô. Dạ dạ. Dạ. Lại. Long ba đi. Mấy em nhắc ma tôi hả? Sao thầy kêu thấp? Thấp thấp vừa vừa thôi. Có ca sĩ nào hát thấp như mấy em không? Dạ có, người ta hát trung trung thôi. Dạ. Lại, 2, 3, vô. Vô. Vô cái gì thầy? Long 3D. Cỡ nào thầy mới vừa lòng? Trung. Long 3D. Rồi, rồi, trung, trung, trung. Dạ rồi. 2, 3, vô. Long 3D. Long ba đê. Đúng thầy. Sai bét. Sao vậy? Rồi em luyện thanh cả tháng trời rồi mà em hát không được. Tôi không hiểu mà em nghĩ cái gì nữa thiệt. Anh á, tự nhiên kêu tụi em vô đây. Anh học hát thì một mình anh làm ca sĩ thôi. Bao nhiêu việc phải lo, tự nhiên bắt tụi em vô đây để bị chê hát vô ẹp. Đúng rồi. Em không nghe hả? Người ta nói là buôn bán á là phải có phường, đúng không? Ca hát thì cũng phải có bạn chứ. Đó, mấy đứa vô học rồi ở đây chứng kiến cái khả năng nghệ thuật của anh nó bộc phát nè. Thôi mà luyện thanh chán quá thầy ơi. Thôi mình đổi gu đi, mình hát tự do đi. Đúng rồi, hát tự do. Hát tự do. Không luyện thanh sao thành ca sĩ? Muốn thành ca sĩ là phải siêng luyện thanh. Dạ. Mà hát tự do là hát làm sao? Dạ hát tự do là tự do hát, biết gì hát nấy. Dạ, đúng rồi. Em thấy nha thầy, bây giờ có một số ca sĩ đó đâu có biết hát gì đâu. Đó cũng bước lên sân khấu la lối ôm sùm, tay chân quơ từ lưa luôn. Em có một ước ao, làn da nâu, làn da trâu, làn da nâu như làn da trâu. Yeah. Nó hát vui ha. Dạ, yeah. Vui, vui, vui. Thầy, em biết bài khác còn hay hơn bài đó nên em hát thầy nghe nha. Bài gì? Em đẹp xinh và chỉ biết yêu mình anh thôi. Sao giờ đây, người nỡ cách xa rời xa. Ba má em nghe em ca chưa? Dạ chưa. Đừng cho ông bà nghe. Ủa thầy, thầy, nhưng mà hai cái bài này là ở trên mạng là nó hot lắm hả thầy? Dạ đúng rồi, nổi lắm luôn, ai cũng nghe. Trời, mấy bài này có gì đâu hot, mấy bài của tôi mới là hot. Mà sao các em biết tôi lấy cái nghệ danh là nhạc sĩ Long 3D không? Tại vì thầy thích coi phim 3D, mai mốt khi nào thầy coi phim 4D thầy sẽ đổi tên thành Long 4D. Sai. À em biết rồi, có phải là thầy thích vẽ đồ họa 3D đúng không? Sai luôn. Cái này chắc chắn đúng. Thầy giống em, mình nổi tiếng ăn theo. Thầy thấy bây giờ không, phim ảnh cái gì cũng làm 3D, thiên hạ bu vô làm 3D, thầy cũng đổi thành nhạc sĩ 3D. Đúng rồi. Em sai nhất. Em nói dài nhất mà em sai nhất. Long 3D là vậy. Ngày xưa tôi cũng có một ước ao giống như tụi em, cũng muốn trở thành ca sĩ ngôi sao, muốn đi nước ngoài biểu diễn, muốn đoạt giải này giải nọ. Nhưng mà cuối cùng sao? Tôi ngồi ngay chỗ này, tôi luyện thanh cho các em để các em trở thành ngôi sao. Đó. Bây giờ các em hiểu tại sao có tên là Long 3D chưa? Là 3D là gì này? Dạ, là dạ chưa. 3D có nghĩa là đờ giờ đờ, là đu dây điện. Wow. Ra là vậy. Đu dây điện. Dạ thưa thầy, đu dây điện. Nhưng mà em nghĩ là ngày xưa làm ca sĩ thời của thầy nó khó lắm, chứ thời bây giờ làm ca sĩ dễ ợt à. Dạ đúng là thầy. Sao thầy, dễ? Thầy biết không, bây giờ nè, thời buổi bây giờ nha, một năm có mấy chục cái cuộc thi á, đó, tổ chức quá trời luôn.
Em nói thiệt, giờ thầy ở không đi, nội mà thầy lo cho mấy cuộc thi đó là đủ việc làm rồi. Chưa đều bám biết cũng thành ca sĩ à. Mấy cuộc thi đó bây giờ hả, nhiều khi đâu có chấm gì thiệt đâu, toàn là phong bì không à, gian lận không à. Kế bên nhà em nè, con nhỏ xấu quắc đen thùi lùi ông nhom nhắc hát dở ẹt giống như là dịch kêu vậy đó. Trời ơi, vậy mà giờ cũng trở thành ca sĩ đó. Nghe đồn ba má nó đâu bỏ tiền đó. Đúng rồi. Rồi lo lót rồi gì đi thi rồi cũng đạt giải đó. Xong rồi đổi tên luôn, gái nhỏ trở thành gai nho lên luôn. Chưa hết đâu nha thầy. Thầy tự thu, thầy tự quăng lên mạng. Đúng không? Thầy hát hay á, người ta bu vô người ta khen. Ừ. Đó, rồi nếu thầy hát không hay người ta cũng bu vô, rồi người ta chửi, nhưng mà cách nào mình cũng nổi tiếng. Đúng. Hay quá. Dạ. Đi hát để cho người ta chửi. Chửi riết người ta nhớ hả? Cũng là cách vậy thầy. Ừ. Thôi mà còn riêng trường hợp thầy đừng có buồn, em nói thiệt, thầy đừng có thất vọng. Thầy biết bây giờ thầy chịu khó đào tạo ngôi sao đi. Đó, chỉ cần trong nhóm không, một mình em thôi. Một mình em nổi tiếng nè. Em mà thành ngôi sao thì thầy cũng được nổi tiếng lây. Đúng. Người ta sẽ tìm tới thầy, thầy thì đào tạo ra ngôi sao, cho nên thầy cũng sẽ hốt bạc. Đừng buồn. Đừng buồn thầy. Ai nói với tụi em tôi buồn? Dạ. Buồn hồi nào? Dạ. Tôi bây giờ cũng nổi tiếng vậy. Tôi cũng có nhiều bài hit, bài hot chứ bộ. Cũng có ca sĩ có tên tới đặt hàng của tôi. Em đừng nói là tôi tới đây tôi dạy em mà em không biết bài hát nào của tôi nha. Không không. Tôi đi về liền á. Không 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 không. Em mời thầy tới là em phải nghiên cứu, em điều tra lý lịch kỹ lắm. Em biết thầy có rất nhiều bài nổi, như là bài nếu không yêu sao lại không nói là không yêu hả bà đó. Rồi bài em đi qua cái cầu bỗng gãy làm đôi đó. Có coi coi bài gì sao em bỏ ra đi kệ em ai mà biết đó. Đúng rồi. Rồi em giận anh hả kệ em chứ đó. Rồi chưa hết nữa, còn cái bài gì thân con gái kiếp con trai. Còn cái bài mà chuyện tình hai búi cỏ lông bóng lông trống lông trống chuyện tình hai búi cỏ lông trống, bài đó là bài em thích nhất luôn, bài đó hay em là từ em đặc biệt là thích bài tình yêu bán chổi lông gà. Dạ. Mối tình đó hay đặc biệt. Dạ. Yeah, tự nhiên thầy cảm động. Tụi em nói mà tôi muốn khóc. Mấy bài đó mới viết được tháng trước, viết mấy tháng sau em thuộc hết. Dạ. Cảm ơn tụi em nhiều lắm. Dạ. Thầy sao thầy xúc động. Được rồi, tập tiếp. Khoan đã. Ái Tài. Dạ. Đi ra, tiếp tục lo quán cho anh đi. Đi, đi, đi. Em sợ ở đây thầy khóc không ai đưa khăn giấy. Nghe anh, đi đi. Đi đi. Nhanh. Dạ. Tôi nín rồi. Dạ, chào thầy. Thầy hết sức bình tĩnh nha thầy. Ừ. Đâu, đừng nhắc quá khứ nha. Làm gì? Em có chuyện muốn bàn làm ăn với thầy. Thầy muốn bàn ở đây hay ra quán cà phê nhà em? Bàn ở đây đi. Quán cà phê từ từ ra sao? Vậy thì hai đứa mình nói chuyện giống chơi bập bên quá. Bỏ đi. Dạ. Rồi, bắt đầu. Thưa thầy, tôi có điện thoại. Alo. Ai vậy? Ừ, em hả? Xin lỗi, tại cái điện thoại rè quá không nghe giọng em. Sao em? Chắc không? Em nói đi, có thiệt không? Trời đất ơi, cảm ơn em nhiều nha. Rồi, 5 giờ chiều, ra quán. Vậy nha. Rồi, bye em. Cảm ơn em. Nói đi. Được. Em quên. Thầy, em muốn làm một album. Cậu làm album? Tôi nghĩ là cậu phải luyện tập nhiều nữa mới làm được album. Không thành vấn đề. Thầy phải biết có những người không cần luyện tập, bởi vì họ có năng khiếu ca hát bẩm sinh. Có những con người sinh ra để mang một sứ mệnh vĩ đại, phi thường, cao cả. Những người hoàn hảo sẽ làm những điều đặc biệt, khiến cho tất cả mọi người trầm trồ, ngưỡng mộ và suýt xoa. Cậu đang nói cậu hả? Chắc chắn là không nói thầy. Đó là em. Em muốn làm những điều đặc biệt, những gì độc đáo, ly kỳ, những gì mà bất cứ ai vừa nhìn qua lần đầu cũng phải bật ngửa, té ngã. Em cần tôi làm gì? Em muốn nhờ thầy sáng tác giùm em 10 ca khúc độc quyền. Tôi? Dạ. Viết cho cậu độc quyền? Đương nhiên, em sẽ trả tiền cho thầy rất là hậu hĩnh, thầy không lo về tiền bạc. Tôi không lo chuyện tiền bạc. Dạ. Tôi lo là cậu có ý tưởng chưa? Ý tưởng là sao nè? Trời đất ơi, cậu lơ ngơ láo ngáo vậy làm sao mà cậu làm ảnh bum được? Cậu phải có cho tôi một cái ý tưởng gì đó,
rồi tôi mới viết cái lời nhạc trên cái ý tưởng của cậu, bám sát cái ý tưởng của cậu. Ý tưởng của cậu đây, tôi đây, hai người bám sát với nhau. Ủa, em tưởng là bây giờ thì thầy cứ sáng tác bài hát cho em thôi, rồi thầy tập cho em, rồi thầy dẫn em ra phòng thu, mình thu xong rồi cái về cái mình quay hình, mình kiếm cái hình gì nó hợp cái mình bỏ vô, xong. Xưa lắm. Quê, cái đó rất là quê, và nhiều người làm lắm rồi. Bây giờ, cậu phải cho tôi một cái ý tưởng, một ý tưởng thật hay. Sau đó, tôi viết nhạc cho cậu, rồi tôi với cậu mới đi thu hình. Thu hình xong, rồi mình vô phòng thu, mình hát, rồi mình mix. Sau đó mình ra album, album mình mới hay, hiểu chưa? Nói tóm lại là em phải có ý tưởng. Chính xác. Hãy yên tâm, nói về ý tưởng, em một đầu. Thầy đu dây điện, trò tưng tửng cũng phải đạo thôi. Mà đôi ta không là tình nhân, không phải vợ chồng, chưa hề bén tiếng, chưa hề quen hơi. Như chim quyên chưa ăn trái nhãn lòng, như lìa thìa chưa quen với dầu nên dù việc ly cũng không ai buồn gì, chẳng ngập ngùi đâu dù phải nghe câu hát ly chim quyên vàng rơi mênh mông sóng xô, thoạt nghe trong gió thoáng hương cao, hương cao xuôi nhớ mũi trầu. Qua sông cứu lòng, chợt nghe ai hát ly thương nhau sao lỡ nhịp cầu. Chim quyên không ăn trái nhãn lòng, hoa không thương bầu đừng thương hoa. Các bạn, chương trình còn dài lắm. Các bạn đừng về sớm, ở lại đi, thưởng thức, còn nhiều lắm. Quay lại, còn lời hai nữa. Lời hai, hay hơn, hai. Đọc hơn. Ngồi xuống, ông đừng ngồi. Tao bắt tay đi. Bắt tay. Giữ tay. Lời hai. Ê, mà đôi ta không là tình nhân, không phải vợ chồng, chưa hề bên tiếng, chưa hề quen hơi. Ăn trái nhãn lòng. Anh Lê Tư, đây là người mà em thường xuyên nhắc tới anh á. Đời toàn là những ước mơ. Nhạc sĩ Long BD. Ủa sao đặt thầy? Má má thầy kêu đặt vậy không đụng điên hả? Trời ơi, vậy là em giống ba má thầy rồi. Gì? Ủa gì vậy? Xin lỗi nha. Ba má tôi còn chưa kêu tôi được vậy nữa. Anh là gì vậy? Để sao thầy không nói sớm, em khỏi tạp. Thầy đâu có biết em sớm đâu mà nói sớm. Đêm qua em mới nghĩ ra. Nhưng mà trong đó nên có những cái từ như là những ngơ, thẩn thơ, mộng mơ, lơ đơ, tơ tơ. Em thấy vậy đó. Bây giờ em đang khóc nè. Hay mình đổi qua, mình mua cái bài gì buồn buồn đi cho nó có tâm trạng. Bây giờ nhạc vui hát thành nhạc buồn, nhạc buồn hát thành nhạc gì nữa? Được vậy. Hả? Thì nó mới đọc. Thầy giỡn tiên qua đặt đá theo rồi từ từ mình lăn xuống. Ta đem bao nhiêu chẳng ta bay trên cao đem theo những mơ mộng. Một mình ta lung linh người sáng trên đỉnh cao mãi. Đời là những giấc mơ bay đi trên trời tươi đẹp. Đời toàn là những ước mơ tươi thắm như vì sao sáng. Thế gian u mê như bon chen, chính ta luôn không mang danh lời. Một người thật là hoàn thiện, một người tài giao.